Thôi em chào cả nhà, giờ bà con bữa nay là đám lầy có ở vuông bắt cà phê nhiều lắm mọi người ơi. Bây giờ thì đám lầy nó có đem qua nhà em đâu mấy con cà phê em mà nướng quốc tại nhà luôn, bữa nay chơi tại nhà. Đây là chai quên giới thiệu cho mọi người, đây là chai đậu rồng đó. Bây giờ thì nó chưa có trái, nó có bông minh thiên kỳ đắc hết trơn rồi, có lúc mà nó có trái thì ăn không kịp ăn luôn á. Ủa mình ăn không hết mới đúng chứ. Đây là mới trộn món ba khía nghe cả nhà. Đó, ba khía mới trộn luôn, quá dẫn. Còn cái cây để tiếp trộn. Đủ ly rồi. Có ly rồi. Đây giới thiệu mọi người cà phê nướng muối ớt nhưng mà chưa chín nha mọi người. Đây là gia vị thì em có làm là dầu hào và tương ớt với muối với tỏi ớt dầu điều nữa xong. Đánh thử chơi rồi mày phi rất bình thường. Còn rộng một hai mấy ký. Ờ bắt quá con ốc hương bỏ vô nướng luôn. Rồi. Đó. Đây. Tết cherry. Đó vậy đó. Nhưng ngày xưa cái gì có cái con thích mà quay về cái chút giá rồi. Hết rồi. Đâu, cá mà. Hấp dẫn quá, bà khía quá. Ta đổ trộn lên cái thôi cạnh. Này nếm chưa? Vừa ăn chưa? Rồi. Nhìn là dẫn không biết ngon không à. Bà khí gì mắc không á? Một ký 110.000 đó. Ừ, 110.000. Ngon không? Vừa không? Ngon. Hồi xưa người nghèo ăn ba khía không ha? Bây giờ ăn ba này tốn cơm với bà luôn á. Giàu không có ba khía mà ăn. Ok chưa? Ai à. Ủa, nhớ nó gót vô hết chai rồi mà ta. Có đâu. Ê trái cây nè. Trời ơi trời ơi quá. Cho nó mua giùm ta chịu thăng ha. Này vô. Rồi vô đây vô coi. Rồi là xin mời à. Là cả nhà nha. Vô cái nghe cả nhà. Rồi chào mọi người. Thấy ngộ vậy. Đi Thái Lan. Chủ đây bên Thái gửi về hả? À? Ừ. Sáng tấm lần mới đi Thái mà vậy. Nhanh như vậy. Mới bay mới gặp hôm qua bây giờ đi về nhanh như sáng bay đi chưa bay về. Qua lấy chanh nặng vô. Có anh trọng có chanh không? Có. À. Vị Thái uống ngon chanh. Dạ đó anh bắt đi. Xinh cả. Dạ có xinh tao không được. Từ hôm nay cho đến ngày sau. Ok rồi. Sao người ta ha. Cua đồ thì má tao khoái ăn càng, còn bà khía không khoái ăn càng. Còn bà khía khoái ăn ngoài à. Ăn càng nó không thấm, mặn. Rồi bà khía vừa ăn trời, có ngái cũng trời. Rồi khoái ăn tỏi à, khía ăn được.
hai. Cười thôi, chúng lý chúng ấy. Chúng em đen đi trời. Ủa gần mọc đi bật lên đi kìa. Trời ơi, đi tao bao ngày lận. Nói dài. Đi tao bao ngày lận hả? Ừ. Đi rồi chết rồi chả luôn đi rồi cứ về nữa. Đi như nào vậy? Con ông ở Bạc Liêu đó, đủ bữa nào vô lưu chơi nữa kìa. Hả? Ông ở Bạc Liêu á, đủ bữa nào vô lưu chơi. Ông Bạc Liêu hả? Ừ, tên gì? Tên Vui Bạc Liêu. Vui miền Tây á, Vui Bạc Liêu vừa quên rồi. Để cái đờn kìm á, thành Avatar. À, đủ bữa nào lên chảnh về hả? Có dịp. Ok. Cuối cùng để cái đống thì để tiêu chút xíu. Cái ớt vô nữa. Trời ơi, tại con cá bự nữa mà. Ê. Nó nè nó vang ra cái vừa ăn rồi đó. Dĩa muối mà chút xíu tiêu, chút xíu ớt rồi. Ớt kìa, ăn cho lò bắn họng luôn đi. Tao đâu ăn kỳ đâu. Chỉ có anh Tám ăn được rồi là mày với anh Tám rồi. Ăn kỳ nguyên kiến vậy. Cái gì nhậu đâu gì vậy? Nhậu với anh Tám nè. Nhậu đâu? Sáng giờ ba không chập. Ba không chập, hồi nãy em lại cho không thấy anh. Nào. Hồi nãy sáng giờ em ghé đây lần thứ ba rồi đó. Lúc hai mấy qua đây nhậu với ảnh nè. Lúc mà về đó. Lúc nãy đủ nhớ nhậu, chiều nó mới nhậu. Đúng là đúng phải đúng giờ nhậu mới được. Chứ sung rồi. Sáng có nhậu mới được. Mày à. Bị gì vậy? Nó uống cái nó khè với cái hổ vậy. Ngủ con rồng uống khè như cái hổ. Đúng rồi, thấy khè như con rồng chứ. Con rồng với con rắn cũng là một họ vậy. Rồng rắn lên mây. Ừ. Cũng là một con cái hình con dài dài vậy nè. Nó cũng họ thôi. Ê khác nghe, nhiều khi rồng Nam Mỹ rồi sao mày? Ừ. Cái rồng Nam Mỹ không? Tôi đưa cái dâu vào cả. Đây. Trời bác khí nó ngon mẹ ơi. Bới tôi cơm nha. Thì có ba cái này ăn cũng cơm hết nè ba khí á. Tôi không nguội lắm. Ăn không vô bế kìa. Ăn không thử. Với cái vụ rồng Nam Mỹ á, ơi có mà văn mà chơi rồi mấy thứ đó, nó hay nuôi đó trời, chơi cái đó nó chơi, chơi im lắm á, chơi cái đó sốc lắm á. Chơi mà nó quải trên vai nó, mình đứa đi ra đường nó quải trên vai nó, trời trời. Độc thiệt. Chơi cái đó sốc lắm á. Nó nhiều màu rồi mà con đó. Hả? Con nó nhiều màu đúng không? Ờ, màu xanh với màu vàng vàng rồi gì đó, màu của những con này à. Tắc cà bông. Bự lắm. Bắt tù gì bằng bắt túi mình cái giò mình như giò mình vậy đó. Mấy con nhỏ nhỏ nhiêu tiền đó. Mua gì? Mua chi trời ước nuôi đồng mua. Mà thật á. Không biết còn ăn được không ta. Còn nướng ngon. Con nó sống bên Nam Mỹ hả ta? Bởi tôi kêu cộng Nam Mỹ hả? À, hả? Rồi bên Úc nữa gì mà. Mới biết luôn, mới biết mà nói luôn. Dòng đó là nó có lộn không? Dòng thường nó mèo bay hả? Lộn đó. Ôi, cái này hư rồi. Khúc này hư. Dòng thường thường là nó bay, nó lộn. Chứ vẫn cầm lộn. Dạ. Có cầm múa không? Dạ. Chính chưa? Chút đi mày. Tại hỏi vậy thôi cho tao nhìn tao biết chưa chính mà. Cái đầu thật cái nhách chính vậy. Cái đầu cũng chính rồi đó. Cái đầu cũng ngon đó. Con nghĩ chắc cái cà chính trước á. Không, cà đâu chính lắm. Cà để mà mau quá nó sượng sượng. Nước là cá hồn cả. Thằng kia xong chưa? Thả viên cho đem đi chiên. Ơ, à, khó hồn rõ rồi chồng ơi. Tạ của con. Ủa gì gọn đi leo đây gọi gọn đi leo với nó chọn. Nó mày rảnh quá.
Mấy chiếc tôi bị gì vậy trời? Có gì leo vậy? Đâu? Bánh mì lục lỗ một ổ 500. Bánh mì nông dân đây. Bánh mì lục lỗ một ổ 500. Gớt cây rồi nghỉ ăn luôn á. Cái gì? Cái gì? Đầu hoài cũng có nở luôn. 20 ngàn vậy hả? Thiếu nhiều? 20 ngàn. Ừ, tôi biết lắm rồi. Tôi làm nhà tới giờ mấy tháng trời rồi. Từ Bạc Liêu chạy dưới đây đầu nợ luôn đó hả? Thì cứ tắm rồi. Ê, mất người quá. Nếu 20 ngàn lại tới đây chạy từ Bạc Liêu chạy về xuống đây đầu. Nói vậy là mình dễ mình đồng với nhau. Dễ mình đồng. Hiểu không? Mình làm mà chát cái đầu á, hiểu không? Khi nào trả tiền? Vậy gì mình nợ nhau cái gì? Tiền mà thiếu 20 nghìn từ đời thống nào á. Mình không có nợ với nhau cái gì cho nó. Nói chuyện cho hạt lây lên chút đi nha. Tiền mà không trả gì trời. Ăn cá không? Ăn đi, ăn con ở đây rồi tét cái đầu. Bốn thằng phải nhậu với hai con ăn con lên tét đầu rồi. À, để con kiếm mì trang đi nhậu vậy. Mày bả, đi qua đừng đợi tao đâu, đúng không? Bốn lá nè, xong rồi mình hộp tay rất rửa tay gì ba. À, này con nước kiểu trồng nhóc hết trơn, từ học tay chống từ gỗ tao uống nước đá rồi học tay nó rửa. Ừ, sao xịn kiểu tao vô nó biết cỡ nào rồi đó. Lã như cái đìa đó trời. Mà thấy bộ ông chậm mà giờ mà bảnh mắt cái tay mày có cay không? Thôi anh hai đi em hai đi. Thấy không? Con ghen. Ghen, bộ ghen cái tụi nó vậy đó. Ghen nó chảy ròng ròng. Không đi. Nó nóng quá trời. Ai gồm quá. Gồm quá. Chết đây mẹ. Bỏ lá giùm cục cái chậu. Đang nhắm mắt bóp bụng bố mẹ nữa chứ sao vậy? Vũ ra. Vũ ra, quay ba vòng mới được. Vũ. Cái nước chảy ra. Ừ. Cái chai rượu nó chút. Đây ra áo rượu đây. Nhắm mắt bóp bụng muốn đại chứ sao giờ. Thôi chảy nước mắt nè. Đấy, uống đuổi. Rồi, rồi dính ra nè. À, dính đó. Dính kèn không nổi chứ không phải dính bụi. Còn nóng nóng. Tại vui nãy giờ thốn. Vô. Đâu rồi, mọi người điện thoại đây. Để đây chụp tấm hình đăng lên Facebook rồi, có Facebook rồi. Điện thoại nữa trời. Không điện đâu thoại nữa nè. Ngủ nhậu đi. Mất giật selfie đi. Đi không nhận tiếng đi chụp rồi nó tao hơi buồn buồn. Mới đem ngủ được 3 ly. Ông đang đi chụp kìa vô cơ quan chụp này. Tiếng nào? Tiếng chậm không biết tiếng đúng rồi. À cái lại nha. Hàng tiếng gì đúng không? Ờ tăng tiếng đúng rồi đó. Tiếng ở Tiền Giang á. Quay mặt vô anh Tám. Quay mặt vô ba, đang xe phí mà. Tặng 2-4 thằng được không? Thôi điện chụp càng càng dở mới ra. Quay mặt vô nè. Mắc cái đầu đâu. Ê, Facebook mới đăng mới xài qua bây giờ được gần 20 like rồi đó trời. Trời, tao người mời tao người bình luận đầu tiên nhất nè. Đây. Rồi gọi là. Chứ là thích cái tấm hình đó đó. Ông không biết vô bình luận không? Vô coi bình luận ta, bình luận nói chuyện với ông á. Đâu, tao đâu thấy bình luận gì đâu. Chút đi con chỉ không?
lại về sớm cho bà mới đau khổ ra chồng. Lại chơi tối về mai về nha ơi. Lẽ đặt mình đặt tiêu đề gì ta, Facebook mới khai trương, mọi người mong mọi người ủng hộ. Để nấp lại gió lạnh. Đắp lên vô đi mày. Để tao ta Facebook của hắn mình tao vô tao tao viết tiêu đề luôn. Facebook mới khai trương. Mình tá tao nha ba. Mong mọi người gì trời. Mong mọi người ủng hộ. Kiểu thuốc đi. Thuốc nào? Thuốc nào cũng được. Mà có thuốc rồi. Rồi khai trương muốn mới nha. Ừ. Cái bụng mà. Con cơm rồi. Cái gì ăn hoài vậy? Mới ăn cái này ăn hoài trời. Nói chuyện gì mới dễ tóc lòng cái gì. Hello. Ừ. Chết đâu luôn rồi. Ngấm nó ngon mày. Ngọt làm gì vậy? Ăn đi. Điện tao làm gì? Không. Cái gì? Ăn với ai? Ok. Lên rồi đó. Tao đang nhậu rồi. Nhậu với bạn. Vô. Nhậu không? Mời mời qua. Mời anh em mọi người luôn nha. Vậy. Hôm nay ngày thứ bảy cuối tuần, cũng chúc mọi người là một ngày cuối tuần vui vẻ, ăn nhậu tơi bời khô máu, lên bờ xuống ruộng, ăn nhậu đừng lái xe. Lái xe gì vậy? Mua mồi, chút mua bia. Không mua mồi, chút mua bia. Quán cà phê kim nhỏ. Ồ, mình ở nhà mình thấy đúng rồi đấy ta. À, ăn thử rồi, ngon rồi. Được. Có ý là tôi nói ở nhà phải có cái biển hiệu quán cà phê hay đặt quán cà phê kim nhỏ luôn đó ha. Nhìn càng nói câu đó cũng hay á. Mà đăng bán hiệu lên là đóng thuế rồi đó. Ờ ha. Đừng có đăng. Để gì kìa. Không có bán hiệu chứ mình để giống như cái nơi để cho chỉ những người khác biết cho nó dễ tìm kiếm thôi đó. Không? Bây giờ không cần nó biết đâu, nói cà phê nha, nói nhà chú Hiếu bây giờ đi đâu cũng biết cà phê nhà chú Hiếu hết trơn rồi đó. Ờ thì tìm kiếm cũng dễ. Để nhân về thì biết thôi. chỉ đường thôi chứ chỉ vậy thôi. À, nhân dịp hôm nay mấy em nhậu đây, em xin mời chú Kim Tám, cô Tư, anh Vũ, chị Trinh, anh Phước, anh chị Phước, và anh Văn, anh Thanh, anh Mỹ, anh Tấn Lùng, Sài Gòn, anh Đức, ở Bình Dương đúng không? Đúng rồi. Rồi anh Tài. Anh Chiêu đó mày. Anh Chiêu. Thịt nhớ. Rồi để ta nhắc luôn cho là mày luôn thì anh Thuận nè, anh Thuận thì chậm chưa biết nhưng cũng mời anh Thuận một ly luôn đi. Rồi anh Sáng, được rồi. Rồi đúng rồi anh Sáng. Để Huân. Đúng rồi. Ai nữa ta? Anh Cá Vàng. Ờ à, đúng rồi, anh Cá Vàng. Xin chiều não Cá Vàng mà thôi, chứ anh Cá Vàng được. Rồi vô đi. Rồi cho em xin mời phép mời ly nha. Thiếu sót ai thì mọi người thông cảm. Anh Tài nữa. Vô cái vô 100 ghê quá. Mời nó uống 100 mà. Vô, vô mọi người ơi. Vô. Mày chụp mắt không thốt mà mặt người hoài luôn. Biết nói chuyện luôn nhậu bữa nay. Đi hả tay vô đó. Mắt là đau á. Rồi tao không thốt mà tao gọi. Tao nghĩ nói chuyện rồi đó. Nói chuyện hết tội luôn á. Mình nói chuyện rồi ra nước mắt hoài nữa. Đó là nói chuyện giống như là mình mày thốt lên lời cho mày tốn sức, mất sức. Là mà biết nói chuyện nó không được. Mất sức á. Mình chết đi. Cá là hơi bự, nướng cũng hơi dở. Hơi vừa vừa thôi, mình bự quá.
phải chút cà. Không nữa con này thôi. Chút cà nổ như kia nước mà cá phi bự không ngon, không có cá phi bự. Không có cá phi bự không tài. Nếu mà mình câu vào hổm mới cần. Cá lớn mới lớn đó. Không có cá đó. Cá bự này khoái ăn gì không? Chút cà. Thì có món cà hơi làm gì vậy? Chiên xù cũng dở. Chiên xù phải mở bụng ra. Xuyên mở bụng ra mình làm thật cái bụng nó được hết chiên xù. Đúng rồi. Ở chiên mấy cái gô kia, cái kia không nói gì. Nhưng mà cá phi hả? Có gỗ cá phi nó đóng như nè. Nó dơ em mà, cái ông không. Muối chiên gì cũng được. Hoặc là cá phi hồi nãy tính cũng nấu cháo ăn chơi à. Hay nướng nó gọn hơn. Cá phi nấu cháo ngon lắm. Ngon lắm. Cái này vừa thôi, cái này bự quá. Ngon cá lóc. Ngon hơn cá lóc thiệt đúng rồi đó. Thường thường là tới Tết đó, bắt cái này là khô lắm nè. Không đâu, mua lít rượu về chơi vậy kìa. Rượu nhậu anh luôn hả? Giờ này nhậu nhậu tới tối luôn là mua ra là ngủ luôn rồi đó. Cái này làm khô biết nào khô. Mình vậy đó. Đặng nắng phơi ba. Không, mà nó làm lâu mới được. Ba nắng rồi. Ờ, khác cái tấm này ơi. Con này chín rồi đó, con kia chưa chín. Chính mà tôi để cho nó nóng nóng nóng. Hiểu không? Nó nóng cái để bà kìa đi, để rửa chi ba. Không khét này, không khét rồi đó. Vậy ta để bà kìa được rồi. Ta càng ngắm vô con cá nó càng về. Rồi hôm qua cuối cùng có nhậu không? À, hôm qua đâu nhậu đâu, hôm qua nó ngạt mũi chết mẹ, cuối cùng nhậu nó ngạt mũi chết. Không định gấp à. Có nhậu đâu. Tấm lại nhậu nè, tao chơi tui. Nằm nhà buồn chứ. Nè, tấm lại nhậu hôm qua nè, nó kêu đỡ qua nè. Đây coi coi cái bình lạnh chưa? Có chưa? Chắc giờ thì chưa ai rảnh chưa vô đâu. Có mà. Kỳ Nguyễn đã thích hình ảnh của bạn. Dạ trời. Là kiên lầy á. Trời ơi trời, nó không ai bình lạnh cái gì? Ế ơi trời. Mới đăng mấy phút mà cha ơi. Mình nói là Facebook mới khai trương. Xin lỗi anh em. Mình kết bạn nhiều vô vô rộng rồi. Không, kết bạn nhiều nó xì ba không được đâu, từ từ thôi, mình phải là nó nhiều quá, nó nói mình là con robot, nó nói mình là xì bam. Thành Nguyễn nè, chấp nhận nè. Bình Nguyễn nè. Du Hí nè. Để chấp nhận bạn dùm cho hắn luôn. Còn những người quen. Giờ có điện thoại chứ. Ý, có Mỹ Mỹ các bạn như tấm này nữa nè. Mỹ Mỹ luôn hả? Mỹ là gì? Ờ, em anh Ngai. Em anh Ngai là Mỹ Mỹ nè. Đặng Quốc Nghị nè. Có hình đó, hiện hình đó là biết mặt liền vậy. Lai Võ. Anh Nguyễn Minh Thông. Trần Ngọc Giàu, Nguyễn Kim. Ồ, có ca sĩ Minh Hằng kết bạn luôn trời. Xu Kiên Trần. Chỉ người nổi tiếng luôn bây giờ. Ca Hiệp. Tóm lại quá Hoàng Phạm. Yakuma Chada. Ồ, mà cái này là bên tên ngộ trời. Yakuma Chada gì trời. Tên là bên Malaysia hả? Thôi mấy người đừng kết bạn. Nó bảo bùa mà chết tóm lại ơi. Cái gì nữa nè. Supha Kuma gì nữa vậy trời. Huay Huay nữa. Điện lạnh xưng thanh. Ghê kẻ khờ là Mỹ nè. Nguyễn Hữu Lợi chấp nhận. An Nang Bình Yến chấp nhận luôn. Đi Vít Lành Hăng Vi A Điền Lâm Nga Đào hết. Ok. Chết. À kết bạn với anh Lộc Phạm luôn. Thấy rồi. Anh Lộc Phạm biết. À anh Sáng nè, I Love Việt Nam nè. Có luôn hả? Không, kết bạn cái này là mình chủ động kết bạn chứ không phải là Hải Hà nè. Để kết bạn những người mà em quen Facebook. Anh Chính nè, Chính Lầy bên Châu Thới nè. Chắc là điện tối ngày điện Chính nhậu tối ngày luôn á. Vô. Nhã nè, Nhã Huỳnh nè. Kết bạn luôn. Rồi điện thoại này, rồi điện thoại kia đâu rồi? Điện thoại Hải ra lắm lại. Không biết hả? Sao có hỏi từ rồi ok. Không. Đá tại chảy tan cho bỏ nước móc cái chai dưới lên, móc cái chai dưới lên mới chai lên nước đất xuống rồi. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy. Được rồi, chơi thôi.
đá nó bán ít luôn. Mùi nó quậy. Giờ Sài Gòn ngộ trời, cái tem nó cũng khác nữa ha. Bạn thấy mua cái bản quyền mà trời ơi, biết rồi nhưng mà nó làm cái khác hết trơn luôn kìa. Chỉ là nó là Sài Gòn thôi. Tại sao không có bia thành phố Hồ Chí Minh mà bia Sài Gòn ha? Bia Sài Gòn chứ thành phố Hồ Chí Minh cái bệt mà. Sao bắt chè nói đi Sài Gòn mới chịu hả? Chứ không nói đi thành phố à? Có cái ông ở trên xã Tinh Hòa vẫn kìa. Người lắm. Ở gần nhà cô hai đó. Ổng đi Cần Thơ về. Dặn ổng ra bắt xe Cần Thơ đó nha. Thấy chữ Cần Thơ nha. Ổng về tới chiều. Ổng ở đầu ổng bắt xe khác về. Ổng sao bắt xe Cần Thơ? Tao thấy xe Cần Thơ đâu, thấy đây chữ là Can Tho không à. Thấy chữ Can Tho mà đâu thấy chữ Cần Thơ đâu. Mất chữ dấu à? Mất. Nó để gì không à? Tao thấy chữ Can Tho không à? Còn cái này nó nói chung là nó hơi tục tiểu. Nó dấu đó. Bây giờ thì mà để ra đàng hoàng nghe chứ hồi lúc trước á con để gì không đó, để tắt không à. Có các bạn mà chứ Việt Nam mà là chứ được không? Được chứ quyết không? Việt Nam không? Chứ không chứ Nam hỏi nó vậy chứ Việt cái đọc ơi. Việt Nam vậy thôi. Không có dấu kìa. Việt Nam không được quyết luôn. Không có đặt tên được. Quyết thì có chắc rồi. Giống quyết là phải có dấu sách. Đúng không? Ê, phải không, như anh nói Cần Thơ thì anh nói Cần Thơ đó. Rồi nhưng mà đọc được không? Không có dấu mà, đọc Việt Nam là có dấu vậy. Trời đọc ơi, khó quá. Nó chuyện cả nhiều từ mà đọc sao được. Có nhiều từ thì chữ cờ, chữ á, chữ quyền. Với chữ cờ nữa, đọc sao? Không được. Nhiều từ nó chỉ là những cái từ mà âm chữ T với chữ N, chữ C đến sau á. Mà chỉ được âm sắc với âm nặng không à. Nếu chữ Việt á mà dấu quyền đâu được. Ừ. Chữ Việt mà chỉ được dấu sắc dấu nặng thôi là chữ quyền là không được dấu ngã à. Dấu quyền cũng không được. Cái từ đó là ta không có dấu quyền với dấu ngã. Chỉ có dấu nặng với dấu sắc thôi. Ừ. Chút, không đặt cái từ này. Ăn cái ăn đậu con gì thế hả? Hồi đó hết bỏ rồi đâu ai ăn đâu. Ăn ra, có cái đầu đó. Hâm nè, bỏ cho hâm. Hâm mà chờ chút nó khô mất ngọt. Nhưng mà nó chẳng vẫn còn nóng thôi. Thôi, không còn ăn đậu luôn. Nè, ăn chậm con cái đi, cần không? Cần nè, làm cái đi, hâm lại đi cho nó nóng. Hâm lại đi cái đầu hâm được đó. Thôi. Cái đầu còn hâm được. Nè, mang cái này đi chậm. Hâm lại thì nó ngon hơn đó. Mày nha mày ơi. Cái đầu có khi càng bự nó càng ngọt. Nó béo nó đã lắm. Càng bự nó càng ngon. Đúng mà hết khí ô lắm à. Hết nước trong đó luôn á. Hết chất ngọt luôn. Hết chất luôn. Không thì là thường ở nhà thì nó ghét ăn đầu lắm, lúc còn nhỏ. Đúng rồi. Lớn càng ăn biết ăn cái rồi, phải ăn chết luôn. Hồi nhỏ, tao gì nữa, không thích ăn đầu với ăn gan. Tao vậy đó, nhỏ tao không ghét ăn bào tử của cả lóc nữa đó. Hồi nhỏ thì tao ghét ăn gan với ăn đầu. Tại vì ăn chung với bà ngoại á. Bà ngoại á, không được ăn đầu. Ăn đầu là lớn đầu nha. Ăn gan là lớn gan, rồi hai cái đó là không bao giờ ăn luôn. Thế thì không phải là người ta nói câu đó cho mình ăn, mà cái đó là ăn hổn. Đúng rồi. Là mình kiểu là ăn trước phải có nhìn trước nhìn sau. Bởi vậy là dạy, lúc đó đúng là dạy. Mình nhỏ mà đâu biết suy nghĩ đâu. Thì nó ăn đầu là lớn đầu ăn không được, không cho ăn này được. Đúng rồi, bởi ăn gan là lớn gan. Ăn cá rô mà để đầu là cho người lớn ăn đi. Rồi cá rô để đầu lại nó là mình ăn hết thịt từ đuôi ăn lên mà. Chừa đầu lại đâu dám ăn đầu đâu. Cá rô chừa đầu lại thì hiểu rồi đó. Cá chơi đó. Cá chơi cái này cái này hơn đó. Ê, cá chơi cái đầu cũng béo lắm mấy ngàn. Cũng béo. Nó lúc được mấy cái à. Mà béo lắm á, đâu có chơi. Gì mà có cá chơi tao gì thịt nhiều chỉ có mình đó thôi. Nhìn nhưng mà cái đầu nó ngon, đầu nó chân béo. Thì đúng rồi, cái đầu ăn vẫn được. Nhưng là cái kiểu... như cá gô. Cá chê, mình lại với cá gô á, cá chốt. Mình mua cá mà kêu nó bằng sẵn á, ta hỏi mình lấy đầu hay bỏ đầu á. Thôi vậy. Tại cái đầu nó vô dụng lắm, cái đầu cá chê, cá chốt á. Cái đầu nó không làm ăn được gì vậy á. Sao mà hết cá chê mà
cá chê kho hay là cái gì mà chưa có gặp. Lúc lúc cũng béo mà. Nhậu Tám ơi. Ôi Dưỡng Tám. Vô Dưỡng Tám. Nhậu rồi, làm trai ơi. Gì hết chứ hoa bà gì? Gì lâu quá thì có hoa bà anh chơi ta. Giữa cá là lại cái nào có. Mua cá mà. Giữa cá thì mua là giữa còn gì nữa. Trời. Ổng giao cho mấy cái mấy chỗ thức ăn nuôi, nuôi cá sấu rồi ta nuôi cá này cá kia rồi ổng giao luôn mà. Bây giờ bảy giờ. Ổng nuôi cá nhà. Bây giờ mình đi nhà nó nuôi cá sấu. Có nguyên hầm cá chê bự lắm mà. Ông chơi ông con cá dữ lắm á. Ờ có hầm mới lắp con cá kìa ta. Lúc trước rồi, bắt con chà bá nó lớn. Ô cái đất mùi đồ thôi ghét chết cá chơi đồ được lóc không không ưa miếng nào chứ. Cá nhiều trời nhóc chân. Dạ ăn khá khá vô đi, ai, ai cấm ăn đâu đáng. Tám ăn không nổi thì ngán rồi. Cá bự cá cũng mê gì mấy. Ừ, tao tao quá tao bắt cá đủ bốn ngón tay à, tao không bắt cá bự đi. Nhưng mà cá bự thì nhìn nó đẹp, như thế mình phải hiểu nhìn nó đẹp. Đó, tao bắt cá gì vừa, vô. Còn ai chơi đừng chịu cái cá lóc tao thích ăn bằng cái vào cái à. Cá lóc á nghe, cá lóc đồng á, thích bằng nó vào cái trở lại à. Cá lóc đồng tao phá bự. Tao không phá bự, tao phá nhỏ nhỏ mà đem đi nướng ăn. Khô thì tao phá nhỏ. Tao thích bự ăn gì thịt giá khác à, đúng không? Bận vào cá gì rồi. Không á. Nướng ăn kìm luôn á. Không phải. Cá bự tao phải ăn cái đầu. Rồi như đó thôi. Cá quá ngào. Đầu với ruột. Ừ. Nếu mà cá bự cái đồng nha. Cái cá nuôi cũng như vậy. Rồi chú Tướng Tám lên cảnh ăn nướng cá nhìn nhỏ nhỏ đó. Thì cá nhỏ nhỏ dưới mà nó nướng lại ăn ngon. Nó ngọt. Nướng gơm nó ngọt thiệt. Bát ngát luôn. Ờ mày có kết bạn anh Tấn đó Tấn Lệ. Hay 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 ổng không? Hồi hồi hôm vợ chồng đang đi tao thấy cái tấm hình chặt chụp hai vợ chồng hai đứa con đi du lịch đâu á. Khá rồi kết bạn. Tao tính. Tao thấy ổng có du lịch ở Vĩnh Châu là quê vợ ổng có tính hỏi ổng anh còn Vĩnh Châu không? Không cùng cũng 13 lên chơi luôn rồi. Mà được đó thôi cũng hơi ngán ngán thiệt. Nó ngày cũng hơi ngán. Đi đi cũng 3 ngày mới về không cũng hơi vội vô đó. Đi mà ngày chứ Vĩnh Châu đây chảnh chạy nhiêu cao lắm 3 tiếng hồi tới thùng 3 tiếng 2 tiếng à không tới 2 tiếng nữa bằng bảo tính ngang bảo đi sao chút dạ. Không tới nữa Vĩnh Châu mà hỏi mình ghé đó không mà Vĩnh Châu mấy con cảnh hôm là nhìn thấy đi ngang thấy đẹp lắm nhà phải không có những cái cỏ trống tao nuôi bò rồi ha rồi hai ba lớp Vĩnh Châu á Vĩnh Châu thì xã mà ba đi ngang mà ngắm cảnh cái cảnh mà nhưng mà nhà thì tao thấy cũng đơn sơ à nhưng mà cái cảnh của nó bây giờ đó họ nuôi bò nhiều lắm cái trồng cỏ còn ở trung tâm mà ta là thị xã ba ơi trung tâm là giữ lớn lên lớn như đó ở trung tâm mà đi khúc mà những nhà mở ở ngoài đó. ở ngoài huyện rồi lắm cái gì chứ còn mà ở trung tâm mà ta là thị xã rồi đó cũng đúng tương lai chú ơi đỏ rồi nhóc cái trơn luôn nhậu nè chú ông dắt đi liên quan quá vậy có ông đi qua bên nội bển á vô làm đi chú ơi làm đi chú ơi lấy lê luôn dạ dạ cộng mua cái cà sao mấy cà đang thui ngộ quá nó chịch thuốc á mua cà nhà không làm đi 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 luôn 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 đi nhậu gì không? Ông chú còn tính khỏe á hả? Nó bia thì ngộ vậy? Sài Gòn mới vậy? Bia Thái. Bia Thái Lan gọi vậy? Ừ. Mà hiểu đi, Sài Gòn. Mua thương hiệu thôi. Sài Gòn. Sài Gòn.
Ồ, đọc hay ta. Sài Gòn. Sài Gòn. Tôi đã giống như mày nặng dấu rồi. Không dấu rồi, đọc không dấu rồi. Sài Gòn. Sài Gòn. Sài Gòn là đúng, không giống. Sài Gòn. Nghe thiệt Sài Gòn. Không mấy người Bắc nghe thường nói nè. Biết Sài Gòn. Cái mà biết Sài Gòn. Cái thương hiệu của Sài Gòn này đó là ở ở quận nhất đường cái gì Nguyễn Chí Thanh. Anh nhớ. Đi cũ đó. Nguyễn Chí Thanh nhất. Cái công ty đi công ty nằm đó không? Ừ. Quận 5 mà. Tao nhớ là quận nhất á. Nguyễn Chí Thanh. Rồi đó, thương hiệu của nó. Nguyễn Chí Thanh phường 12 quận 5. Đúng rồi, Nguyễn Chí Thanh thiệt nhưng quận 5. Tao nhớ con quận nhất nó có nữa. Đúng rồi, thiệt có nó quận 5 mà phải không? Cái gì chưa? Có gian nè. Cái gì chưa nhắn lắm rồi. 187. Có quận nhất nữa. Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5. Có quận nhất nữa, quận nhất có cái công ty nữa. Ồ, quận nhất có Nguyễn Chí Thanh đó hả ta? Có chứ làm gì không? Đó, ta không biết rồi, ta chỉ hỏi thôi. Có rồi, ta không cần muốn thử, ta hỏi thôi. Lên Google, gọi Google. Cái gì cũng bấm thử cho nên mệt lắm. Anh hay Google. Kiểm tra. Ờ, mệt lắm. Biết cái gì. Bạc Liêu mình có nè, có công ty bên Sài Gòn ở Bạc Liêu nè. Khu Trà Hà đó. Bạc Liêu cũng có công ty mà. Khu Trà Hà đó. À, lúc trước là lên thương hiệu bán một năm là tiêu thụ là Bạc Liêu bán bia dữ dằn lắm á. Chùm tôi là thiên hạ luôn á. Chùm đúng không? Bạc Liêu bán bia là Sài Gòn là bán chùm luôn á. Công ty đó đó. Có lên đại không mà. Nhưng mà về sau á thì tại vì Sài Gòn này đó là người ta nói là nó ngủ quên cho chiến thắng. Nó bị đánh sập lại. Là cái vụ mà Laru nó ra giải thưởng quá trời. Với cái Laru nó dễ uống hơn nữa. Nhiều cái mặt hàng nó khác xuất hiện. Rồi cái ha, nó tiếp thị Laru quá trời luôn. Sau này người ta đổi qua Laru hết. Thậm chí mình ở đây cũng vậy luôn nè. Đúng không? Uống Laru hết trơn luôn. Không uống Sài Gòn nữa. Bia đầu tiên mà có. Mà bây giờ Laru đâu có bằng đâu. Mà Laru không ngon. Mà cuối cùng thì giống như mỗi người mua sẽ hết thôi. Chiến lược marketing nó hay thôi, nó giỏi thôi. Ờ, nó chất lượng. Nó đánh vô là giải thưởng rồi tùm lum tà la hết trơn á. Bia nào là nó ngon nhất, mắc tiền nhất. Heineken nè. Ờ, nếu bia của Việt Nam mình nghe là chỉ bán là thấy nhiều khi mấy bia Thái hay là bia đen bia gì đó này có khối lượng nó nhiều chứ mà Heineken thì ngon. Ba thùng bia Sài Gòn đỏ bằng một thùng bia Heineken. Ờ, đúng rồi. Ờ, rồi chắc ba kết đúng rồi, ba thùng. Ờ, ba kết. Ba kết nghe. Thùng bây giờ tính 160 đi. Ờ. Nếu bây giờ hỏi mày nghe nè. Nếu mày mua thùng đó mà uống 470 á. Chỉnh không? Có. Kết chỉnh thùng khác nhau nghe. Kết là chai, thùng là biết không? Rồi. Ý tao nói mày mua một thùng đó Heineken đó là mày nhậu chỉnh không? Uống 4 thằng mình nè. Mà trong khi đó mày mua 3 kết này mày nhậu chỉnh không? Tao không thích uống cái vụ mà Heineken gì mấy. Tao cũng vậy vậy. Con thích đâu? Heineken cũng thích. Tao thích là bây giờ. Tao chỉnh. Nếu mà được thì á. Như là Google uống được thôi. Được lựa chọn thì tao chọn. Ba uống không được nè. Tiger hoặc là Sabugo. Bà uống nó mệt lắm. Phá bao tử. Chỉ có Tiger cũng tốt. Bà em hiện ở Sài Gòn ba. Dân ở Sài Gòn là hiện tại ha. Ở dưới quê là làm công nhân gì rồi mà đa số là uống là Tiger không? Đồ má ở dưới quê là công nhân tụi uống Tiger không? Không, lên Sài Gòn làm á nhiều khi uống có chút nhậu rồi đa số uống Tiger không? Lâu lâu cuối tuần. Ít ai uống Sài Gòn lấy gương. Cuối tuần lại á. À ghê quá. Đa số là như vậy thấy dân Sài Gòn về thấy không? Hỏi ra là Tiger không? Thì đúng với mấy người đó là bình thường là khác mà cầu mà nó ở dưới quê làm công nhân lên chảnh làm công nhân có hay gơ cần bình thường thì tận đốn lãng cái gì đâu người bốn năm chai người công nhân mình nói nha công nhân thấy làm có tiền chứ người ta uống cho đáng luôn đó đúng rồi người ta nhiều khi tận hoặc gì đó mà từ người ta nhậu người ta có từ lại nhậu lần người ta gom đi lại người ta nhậu mà nhậu là xe quán luôn á nhậu xe không à xe nó nhậu không kéo đi tầng 2 nữa tầng 2, tầng 3 bình thường hả mà làm gì biết chừng nào có dư tình sống ở chỗ nó biết dư được không có dư sao mà dư được tao cục cái đá này tấm lại trọng cái vậy là càng quen nhiều mà cái là vừa công ty nó đám tiệc nhiều lắm nó sinh nhật thôi cũng mệt nữa trời ơi vợ nó đẻ mẹ nó còn liên quan sinh nhật như đây nhá mới nhật tao thấy ghét tao rồi mới lên cỡ gần 3 tháng đầu là tao nói mày là dư đó hai chồng tao dư vàng lắm chứ là dư 3 chỉ á mới lên phòng gần 3 tháng đầu thôi sắm 3 chỉ đó rồi thời gian sau đồ quen mày đám tiền đi chóng mặt luôn tao nói mày đi từ ở Sài Gòn phải không đi về Vĩnh Long mà đi lên trong đêm luôn nguyện chờ không đi lên trong đêm luôn ngày sáng sao làm nổi đi về 3-4 giờ sáng rồi đi Vĩnh Long rồi đi Tiền Giang đi đám bao xe chung đi rồi mình xe ra giả sử như
bao chiếc 16 chỗ gì đó, rồi 16 người đi bao nhiêu tiền xe. Mà phải lên xe rồi phải hậu tiền nhau dư để mua mồi nhậu tới đó nữa. Đem bia lên xe luôn. Đem bia lên xe, xe báo mà. Đi làm cũng không có dư luôn. Tại vì đá mấy chống ngặt luôn á trời. Đá mệt lắm. Quen có đi công ty là sinh nhật không cũng mệt nữa. Nhà hàng tháng nào cũng đi một đám, hai đám, đám vậy đó. Dạ, sao có mấy thằng em nữa làm bên hồ, làm bên hồ đó. Bên hồ đã hơn nha. Ủa, hồi chứ à. Nó làm buông ra cuối tuần ấy nó gọi nó uống Heineken, tay ghê. Tay áp nhận thật, đẹp được được á, mấy cuối tuần được phải cái hồi quay qua cái nó phát trực tiếp đi karaoke, thằng chớp 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 rồi nè. Cuối tuần là phải nhậu à, làm hồ bất kỳ làm hồ là phải cuối tuần phải nhậu. Nhưng mà làm hồ là lãnh lương á. Mày đỡ lắm đó. Luôn, nhằm cái nhà bao luôn, ở nhà bao nữa. Chủ nhà bao, nếu mà làm mà tư nhân phải không, ở nhà bao. Ở nhà hết buộc phải bà tải nhậu nha. Thằng thầu thầu lúc nào thầu với cai là phải là cuối tuần phát lương rồi phải bao nhậu một chậu. Ờ phải bao không á. Thầu với cai là em phải cuối tuần nào nó cũng nhậu rồi, nhậu đến à, tấm đầy nói là cái vụ mà thầu với cai là khác nha. Chủ nhà bao nữa, nhưng phải chủ nhà bao nữa. Làm chủ nhà thì ít nha, chủ nhà mày làm đa số mày làm hợp Sài Gòn là ít có nhà lắm, đa số là những công trình không. Công trình. Công trình là đa số đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, công trình. Dưới là vậy không? Làm cái mà làm cái một cái công trình đó là biết nhiêu năm, năm hai năm năm hai năm bình thường. Ừ. Còn cái này đối với đây là làm nhà thôi. Ở dưới quê mà làm nhà thôi chứ làm gì vậy? Mở dưới quê thấy không phải là cuối tuần nhậu đâu, nhà ai nào cũng nhậu. Làm hồ buông ra là nhậu đó. Mình có thời gian rảnh mình nhậu. Ừ. Mà nhậu mấy mấy người mà làm hồ mà ở đây ha, không nhậu thì chịu không có nổi đó. Không phải tụ họp chứ mình phải xả stress mình mời mày giải ngân giải cốt. Mà ngày mai mới làm việc được. Ừ. Nhưng mà mình nhậu vô mình là thử mà làm cái đó mình nổi không? Như đối với mấy mình nè. Cái vụ đám bày nè, làm ở trên Bạc Liêu nè. Ông Sáu xị, ông Khanh hổ không kể. Nói ha là cái vụ mà nó quen biết, cái nó không quen biết, quýnh ông Sáu xị rồi đó. Cái vụ ông Sáu bắt chùm mới bỏ họng rồi hả? Bắt chùm luôn hả? Trời giỡn rồi đâu. Bắt có thiệt luôn hả? À, mới cắm công, nó vô tao ngủ. Ủa, mà tao nhậu rồi đây. Tao ngủ ông bị đáy cho miệng tao. Mà nói chứ giỡn gì quá đáng rồi. Lại ông lái qua lại là hết tao giọng ổng. Không có đâu là quá đáng. Phải về bộ một cái. Ông Khanh ông nói mà, ông nói là tấm lệnh nó nhịn nữa nha, nó không nhịn nó quýt nữa. Không mà. Ba ông Sáu kiếm chuyện tấm lệnh không mà. Đúng thiệt, tao xác nhận thiệt. Ông Sáu kiếm chuyện không à. Ông nhậu vô ai ông kiếm hết trơn. Ông ba đâu dám ngủ đâu. Từ Mỹ Tú. Mày sáng đi xa rồi, quá thì sao xa hơn dưới quê mình nữa mấy chục cây số mà ông đi ông làm về ông em kiếm chuyện anh em gục ông này ông nhậu xỉn vô là ông kiếm rồi ai bình thường nha không bao giờ nói chuyện với ai hết trơn á nhậu xỉn vô có ngủ vô cái đi chà ba ly vô con tấm đầy mới chửi hoài luôn á tà mày gót gì gót cái gì tấm đầy gót thì vừa ông kêu uống ly đầy không à mà ông nhậu yếu hơn tao ông nhậu lại tao chửi được tao uống ly đầy không à cái đồ gót mình thường thường muốn lưng lưng phải không có cái chừng 80 80 trên cái ly chà kia uống lại không mà đội tắp lại gót gót thì gót cái gì vậy giỏi gót lên uống lên chửi uống uống khó cái đó đó ừ hai là đội đôi chiều cao nữa kìa mà ghê lắm ôi ôi mà có mắc cười lắm ông kia cấm câu của ông có đội này cấm câu ông kia thì mê kiểu mê cá nữa của cấm câu nó không cấm rồi ông nội đó đó ông Sáu á ông cấm câu ông ra ngoài mà cái nhà mồ á cần câu mà gói nụi hết trơn ông ngồi cả núi à không phải cái nhà mồ cần câu mà nó gói á ngồi gỡ ồ cấm cá nhóc với mày đó cấm cái đêm đó là ông nói là cái đêm đó ông cấm đâu là dính đâu mấy cái chê á trong nhà mày á ủa có đốc quá trong nhà mày khí mấy ừ ông cấm bên kia đó có đốc khí mấy nó đem cựng luôn có đốc gừng á chứ phải là cái lóc ổng cái bằng gừng luôn rồi đó ừ mà cá đâu còn ngon cái đang bung rồi cá sống mấy vùng đó là đa số mấy cái mương mấy cái ao hồ trên đó là vùng Bạc Liêu rồi mấy vùng Quan Dung như thành phố là cá bắt lên là cá đang bung bay ừ, nước cá gừng luôn á chứ phải là cá nước, cá đồng nữa đó nước trong là con cá nó đen nước đục là con cá nó mới trắng ui cho ngộ vậy ngộ vậy thì đó không biết mà không biết cá thì hay màu nước thôi màu nước đúng là nước trong cái gì là cá nó sạch đúng không cá nó màu nó đẹp con lá cây đen bóng mà rồi là kia cho nên có lá cây rồi là kia đó cho nên nó ít lá ánh nắng mặt trời đen bóng mà cá nó càng bự nó càng đen á cái dùng con tôm là nước đục nè nước con, mà nó là con cá đâu có đen đâu nước mà nó con trắng cá nó đục trắng nó nhạt nhạt con cá lóc á nha đục trắng trắng con cá nó ngắt à mà nhìn đồ đen nó hấp dẫn hơn cái gô mà câu lên cá đen thui rồi đã lắm
mà bé dùng đó, nếu mà dùng cỏ nhiều quá vậy con cá ăn không ngon, cá đang hôi. Cá gừng đó ông nội ơi, ông hôi. Hơi hôi, cá đang hơi hôi. Mày mày cá lóc gừng với cá lóc đồng nó khác nhau đó lầy, chứ không phải là giỡn đâu ba. Nó ăn cây, nó ăn lá, ăn này kia không à. Đúng mà ăn phải cảm nhận khác liền. Cảm nhận cái mùi vị nó khác. Có cà phê cái gì. Mà nuôi ao hồ ăn là nó không cỏ rồi. Mấy trong ao hồ đó bắt lên đi. Nửa cá nuôi cá đồng mà ăn vô là biết khác liền. Cá lóc nha, cá lóc đồng là ký trăm mấy ngàn phải không? Ừ. Cá lóc gần ký chừng 200. Mắc hơn. Ừ. Bởi vì cái đó nó nói là cá lóc gừng với cá lóc đồng nó còn nó bị chai cắp với nhau. Cá gừng nó ít khi nào có nha ở đây nói đó. Chỉ nói cá đồng nó nuôi là nhiều thôi. Cá đồng giống như trong vú nữa kia nó kêu là cá đồng rồi nhưng nó phải là cá gừng nữa. Cá gừng nữa nó sống ở trong những cái đìa mà nó lâu năm rồi kia. Cái gừng của Minh này nọ mà kêu cá gừng đó. Kêu mà cá gừng đó đúng rồi đó. Ừ. Nó mắc hơn cá đồng nữa. Không có kêu gừng đâu. Chứ là kêu cá đồng thôi à. Mình là kêu mà cá đồng. Mỗi vùng khác nhau. Khói miệng mấy. Ý là nói là mỗi cái lĩnh vực nào theo cái gừng kia cá gừng luôn. Không phải là đồng. Cá đồng khác, cá gừng khác nữa. Cá gừng là sống trong rừng. Ý là nói là mỗi cái chỗ nào ấy không phải là chỗ nó cũng có cá đồng vậy. Chỗ đó nó cũng có cá đồng nhưng mà nó phải là cá gừng. Cá gừng là những con cá mà nó hoang du là những con cá mà nó sống trong rừng. Cá lóc núi nữa kìa, như đó là nó có còn cá lóc núi nữa mà. Cá lóc núi có cái giống núi dùng miền Trung. Phải không? Nó phải là nó phải là nó đồng không đâu. Nó không nó sống ở trong mấy khe núi. Mấy cái khe nước suối. Tại vì mình cá lóc núi. Bạn vừa cái à, nó bự nhất bự vừa cái à. Nó ăn giả khác à, nó ngon lắm. Nó giống như cục cá lóc dày mình vậy đó. Biết cá lóc dày không? Cái đầu mỗi vậy thòn á, mỗi vậy thòn đầu nhỏ quá, cái đầu nhỏ xíu à, cái mình bự hơn, nó lại giống gì đó mà thịt ăn ngọt cái bà cố luôn, nó sống ở trong những cái khe núi nha, nó cũng sống trong gừng, cũng quăng du trong đồng vậy đó, kiểu vậy đó nhưng mà nó khó bắt lắm, cái tên nó là tên người đâu là cái lóc đồng, cái lóc gừng, hai con nó khác nhau, cái lóc đồng nó rẻ, cái lóc gừng, đó chắc mất tiền, tao đi có đi chơi trên mà là Bảo Lộc á, sư phụ cũng dẫn đi bắt. Lục trống cửa lại, lục trống, lục trống. Còn gà gừng nữa kìa, gà gừng nó lẹ một cái bà cố luôn. Hai thằng nếu mày thả vô, ba thằng thả vô đây mày dí bắt nó hơi bị khó. Nó lũ cho mày coi. Nó lẹ rồi gấp mấy lần con là con gà ta mình đâu á. Nói gì có gà nước nhưng mà. Thì nó bự, nó khoảng ký 2 à. Bự nhất là cỡ ký 2 cho nên mà thịt nó dai, nó dẻ, nó ngọt. Cắt luôn. Dạ cái đó gà gừng đó hả? Gà gừng. Còn mấy gà muốn đỏ thì khỏi đâu, có tiền cái là được rồi. Khỏi ăn được. Gà bố mấy ký luôn á. Mình mà mấy trăm mười cũng có. Mười cũng có. Dài nặng như vậy. Gà bố đỏ rất nặng chứ. Gà 45 ký. Dạ ăn sợ hết. Muốn no nữa trời. Để cho cái ăn mồi luôn muốn no trời. Con cơm nhờ không chưa? À, mà khía là không có ăn càng mới ngủ sáng à. Tao ăn tô phở, bọc phở tao ăn nửa tô rồi. Để đi tao hôi cơm chứ. Có nuôi nó nói chứ. Nhỏ nhỏ tao phải ăn ba khía, tao phải ăn càng đó. Mình lớn lên tao phải ăn ba khía, thấy cái mu. Tao phải cái mu mà cơm ngủ rồi bỏ cơm vô. Trộn á, cái mu á. Trộn vô lấy cái muỗng núp, lấy cái muỗng. Dít. Ba khía này như là làm cũng ngon. Ba khía nó rẻ và mắc. Tí là 70, 80 ngàn đó. 100 mấy rồi ông ơi. Lên 100 mấy rồi hả? 101 chục ngàn hắn ta mua. Mua không mua đâu, nửa ký rồi có 35 gì. Có, mấy cái đầu cây, chắc đây hơn năm trước. Mà cái gì? Cái đó mày nói là con càng lớn càng nhỏ, con càng nhỏ càng lớn rồi. Ăn này về tao ngủ rồi. Ăn qua đông đạo vậy. Nhất mình sáng người ngủ ngon ghê, ông kia tầm 6 giờ ông về ông kia thức lên chút cá ngon thiệt, không ngon ngon thằng chim bao trời ngon thế thể giống chết này thấy đi đâu đó đi nguyên băng đông lắm mà lạ lạ không à, trai gái nhóc trơn cái đầu vô trong đó gặp băng giang hồ cũng được chém bắt về có cái ông này ông rồi kêu bạn 77 đẹp trai lắm mày lớn tuổi nha già. Ổng 48 không? Ổng đem ở đầu ổng đỡ rồi ổng là đại ca luôn, ổng nói là ổng đại ca đó. Rồi ổng là không cho mấy kia ấy, rồi ổng dẫn về nhà ổng mua nhà lầu rồi ha.
ổng mua đồ mua này mua kia đâu, rồi ổng làm mai cho là cháu ổng làm mai vợ cho nữa. Gì làm mai vợ cho ông nội? Làm mai là vợ cho tao á, là làm mai cháu ổng. À, chứ làm mai vợ ổng chứ. Nói gì hiểu lầm lắm nha. Thầy nói rồi, nói làm mai cháu là cho tao. Ngậm bao cái quẩn. Đi á. Bộ ổng kìa. Nằm trên bao thấy đi việc chơi gái mà cuối cùng cái nhỉ trong lòng rồi. Chắc có thể bên này Vinh cho hầm bóp luôn ta. Thôi, không biết đâu, mình không chơi số đẹp. Thì phải ra hầm bóp gì chăng. Đúng, ghê quá. Lên như vậy. Thấy rồi, ngồi ôm nhớ kia vậy á. Mình vô đó, mình chúc mừng thằng Trọng đi chơi gái đi. Vô. Mình chứng quýnh bằng số rồi, nhỉ trong bụng. Hôm nay chắc bỏ hay nào bỏ 10 ngàn, quýnh 10 ngàn, 10 đồng. Có biết nói chuyện ra 21 ngày chăng, trời ơi, bữa đó tức điên chứ. Gót vô khúc kê mời anh em đi cuối cùng trong cuộc đời. Là ngày mai ra clip khác nữa. Mai là ngày 8 đi. Hên suối. Ok, bây giờ ly này là ly em mời mọi người ly cuối xong trong video thôi, còn tụi em còn chơi nữa. Mời mọi người ly này, chúc mọi người một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Là nhân ngày là tấm này bữa nay nó cũng có Facebook mới, bữa nay ngày khai trương. Cái nhân ngày bữa nay là Phương Vinh chuyển nữa mọi người. Vô, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ cho anh này giùm nha mọi người. Ừ. Mời mọi người nha. Cảm ơn mọi người.